Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại cập bến một chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2016, phiên bản là số sàn, máy 1.5 máy xăng. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mà mua xe cũng như bán xe thì anh cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì anh nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho các bác xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe màu đen rất là sáng bóng chật chẽ các bác nhá. Trang bị 4 bánh đúc phanh đĩa 4 bánh. Trang bị túi khí ABS đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Một mẫu xe lồi đồng cuối đá, một mẫu xe quốc dân. Bản sedan 2 đầu. Xăng ăn tầm độ 6 lít đến 6 lít rưỡi trên 100 cây số. Sơn xi của nó này rất là đẹp các bác nhá. Một mẫu xe lồi đồng cuối đá, bản E xịn. Cuối năm 2016 nó lên máy trắng các bác nhá. Con này là máy trắng. Hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau. Toyota Vios bản E, số sàn, máy 1.5 máy xăng. Sơn xi rất là đẹp các bác nhá. Gầm bệ chắc côn số ngọt. Máy số ngon, máy số zin các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Gầm bệ chắc lịch. Không hề có hiện tượng mù mọt các bác nhá. Không hề mù mọt. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2016. Rất là đẹp các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng. Sơn xi thì không phải làm bất cứ một cái gì các bác này. Form dáng rất là đẹp. Đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ các bác nhá. Quả lốp đằng sau bên phụ, phần cua lốp này không hề có hiện tượng mục mọt chi. Lốp dép rất là ok. Đây là phần cột giảm sóc này. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng các bác nhá. Rất đẹp luôn. Na răng đúc 4 bánh. Tay lắm mở cửa ra được. Opilock mạ chrome, chân kính vè mưa đầy đủ. Tên tư nhân biển Quảng Ninh. Sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Nội thất của nó rất là đẹp các bác nhá. Nội thất rất đẹp, rất là tươi. Phần bậc lên xuống. Đây là phần hốc và lề. Đó, rất là ok. Phần cột kèo. Cột kèo đinh bấm cam kết các bác ạ. Cột kèo đầu đít, keo chỉ zin, máy số zin. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2016. Cuối năm 2016 lên máy mới, máy trắng các bác nhá. Phần táp lô táp đi của cánh cửa đằng sau bên phụ này. Phần âm thanh, âm thanh vũ trường cực hay. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt. Keo chỉ, keo chỉ zin các bác nhá. Đây hộp sàn ba bô lê này, qua xem rất đẹp luôn. Không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Led căng như soli. Sơn xi sáng bóng chặt chẽ. Dòng Toyota máy móc của nó rất là lành. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi nhá. Nội thất cực tươi. Trang bị hai túi khí an toàn, một cho người lái với một người ngồi bên phụ này. Rất đẹp các bác nhá. Ốc áp bản lề nguyên zin. Chưa hề động đến kale mở led. Tất cả cột kèo đinh bấm. Không hề mất đến một cái đinh nào.
trước này vừa cập bến tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì anh cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì anh nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Tất cả khung cánh cửa các bác nhé, không hề có dấu hiệu mồ mọt. Phần keo chỉ, keo chỉ zin, zin nguyên bản các bác nhé. Nội thất rất là tươi. Đấy, tổng thành của nội thất của một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2016 các bác nhé. Tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cục xòe nguyên bản theo xe. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 5 năm 2022. Đấy, đăng kiểm dài miên man. Phần lóc xe này, đấy, phần lóc của nó này không hề có dấu hiệu mục mọt. Đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ của lốp này, không hề mục mọt các bác nhá, không hề mục mọt, rất đẹp luôn. La răng đúc 4 bánh rất là ok, sạch sẽ đẹp đẽ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng các bác nhá, không phải làm bất cứ một cái gì các bác này. Một mẫu xe lồi đồng cối đá, một mẫu xe quốc dân mang biển kiểm soát 14A 23185. Hai cặp đèn pha, hai cặp đèn gầm của nó này rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp luôn. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Con này là bản E xịn, bản E số sàn máy 1.5. Còn đây là phần quả lốp đằng sau, đằng sau bên lái các bác này. Đấy, cua lốp này rất là đẹp các bác nhá, không hề có hiện tượng mục mọt chi. Hộp sàn ba bê lê, led căng như suli các bác nhá. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome. Xăng ăn 5,8 lít trên 100 cây số. Phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhá. Âm thanh này. Đấy, âm thanh vũ trường cực hay, bật lên xuống. Xăng ăn tiết kiệm như người. Dòng Toyota Vios thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế. Khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Sơn xi led căng, cột kèo đinh bấm zin, cột kèo đinh bấm zin các bác này. Đó, cột kèo đinh bấm zin nguyên bản, không hề mất đến một cái đinh nào, rất là ok. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản theo xe, chân nỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. Rất là đẹp các bác nhá, rất đẹp. Còn đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái này, bảng tổng của gương kính chỉnh điện, gương kính cục xòe các bác nhá, nguyên bản theo xe. Phần keo chỉ, keo chỉ zin, tất cả khung cánh cửa các bác xem không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá, không hề mục mọt. Phần hốc bản lề, ốc ác bản lề chưa hề độc đến kale mỏ lết, tem mác theo máy sản xuất, sản xuất 2016 các bác nhá, đăng ký 2016 luôn. Đây là tất cả đinh bấm nguyên bản, cam kết không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Và sau đây em sẽ tiến vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác nhé. Bản sedan hai đầu thì cốp của nó rất là rộng rãi,
khá là rộng rãi luôn. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về đi về quê hoặc đi du lịch này, đựng được khá là nhiều đồ quá nhá. Tất cả đinh bấm giật giật, máng nước nguyên zin. Lắp cốp này, lỗ của nó tròn zin nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước các bác nhá. Một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Trước này bên em đang chào bán với giá là 368 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios này. Đấy, đinh bấm giằng giật rất là đẹp. Đây là phần lớp sô cua các bác nhá. Đấy, phần lớp sô cua này. Sàn xe các bác này. Đấy, các bác xem sàn xe này. Không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá, không hề mục mọt. Rất đẹp luôn. Đây các bác xem, rất ok. Không hề có dấu hiệu mục mọt chi. Đấy. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng hợp nội thất cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần bô lăng của xe các bác này. Đấy, bô lăng là cái phần nhạy cảm nhất mà nó vẫn còn đẹp các bác nhé, vẫn đẹp này, chưa hề hao mòn mấy các bác nhé. Toyota Vios sơn xi màu đen, sản xuất 2016. Em sẽ nổ máy này để phát lổ ngay các bác nhé. Đấy, dòng này máy móc của nó rất là lạnh, lổ tiếng nổ rất là êm. Đấy, âm thanh vũ trường, điều hòa rất là mát. Quả số này, phanh tay này. Đấy, táp đô của nó này. Đó, các bác xem táp đô rất là đẹp các bác nhá. Tất cả những cái ốp cột này, lớp lỉ đây, trần lỉ nguyên bản. Đó, chắn nắng. Mở ra có gương trang điểm các bác nhá. Gương chiếu hậu này, đèn trần này. Đó, chắn nắng hai bên đầy đủ. Rất là ok, rất đẹp các bác nhé. Bô lăng này hoạt động rất là trơn tru. Sạch sẽ đẹp đẽ. Gương kính chỉnh điện cụp xe nguyên bản. Đó, hoạt động rất là trơn tru, chỉnh điện. Đó, rất là ok các bác nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc cả đổ xăng và sử dụng thôi, chứ không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhé. Phải nói rất là đẹp luôn. Đấy, phần kính lên xuống này, hoạt động rất là trơn tru. Đó, rất là ok các bác nhé. Nội thất thì rất là tươi. Phần hộp đồ này, đó, coi xem. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Đấy, âm thanh của nó rất là hay các bác này. Đó. Đường đông phố vui lòng sao vẫn. Đó. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2016. Máy trắng các bác nhá. Cuối 2016 nó lên máy trắng này. Tiếng máy lổ thì thầm. Cam kết các bác là máy số zin các bác nhá, máy số zin. Zin từ con ốc này, vẫn còn sơn chấm 7 màu. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Khóa không hỏng các bác nhá. Với giá tiền là 368 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác.
Và xem tiếng máy nổ rất là thì thầm. Đấy, máy vẫn đang nổ, dây qua loa đang hoạt động. Đấy, và xem rất là ok, không hề có dấu hiệu gì dầu các bác nhé. Đấy, phần tổng quan khoang máy các bác nhé, rất đẹp luôn. Không hề có dấu hiệu gì dầu, máy số zin, tất cả đinh bấm giao trần nguyên bản. Phần ủ giảm sóc này, đó các bác xem rất là ok các bác nhé. Chỉ việc đổ xăng mà sử dụng các bác nhé, không phải làm bất cứ một cái gì. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 368 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ, bao rút hồ sơ toàn quốc các bác nhé. Ở đây là phần lắp cabo này. Đấy, lắp cabo, lỗ của nó tròn zin nguyên bản luôn, không hề có dấu hiệu mó méo, tem mác theo nhà sản xuất vẫn còn. Đấy, tổng quan của lắp cabo, phần tổng quan khoang máy các bác này. Máy móc rất là đẹp, khô ráo sạch sẽ, lỗ thì thầm như gà mổ thóc các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2016, phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 368 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.